Thưa quý vị và bạn, có những người lính không mang quân hàm, khoác trên mình màu xanh dân quân tự vệ. Các chị đã vượt nắng thắng mưa, tình nguyện tham gia các chốt kiểm soát dịch COVID-19 và họ được gọi là những bông hồng xanh trong cuộc chiến chống giặc COVID-19. Chị Vũ Thái Hường ở khu Vĩnh Hồng, phường Mạo Khê là một trong những bông hồng xanh trong mặt trận chống dịch COVID-19 ở thị xã Đông Triều. Hai giờ chiều, chị Vũ Thái Hường đến tổ chốt kiểm soát dịch COVID-19 bờ sông khu Vĩnh Hồng, phường Mạo Khê để nhận ca trực. Đây là chốt kiểm soát đặt tại khu vực ven bờ sông Kinh Thầy của thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh, giáp xanh với thị xã Kinh Môn, tỉnh Hải Dương. Trong thời điểm dịch COVID-19 bùng phát, việc tuần tra kiểm soát ven bờ tuyến đường thủy nội địa là rất quan trọng, góp phần ngăn chặn các nguy cơ mầm bệnh xâm nhập trái phép từ vùng dịch vào địa bàn thị xã Đông Triều và tỉnh Quảng Ninh. Tôi tham gia trực chốt COVID này thì là tình nguyện ấy, tham gia từ trước Tết Nguyên đán cơ, từ cái lúc mà Đông Triều này bùng phát dịch. Thế thì nói thật là nữ giới mà tham gia cái trực chốt này thì như mọi người cũng đều biết ấy, cũng rất là vất vả. Thế nhưng mà để mà đạt hiệu quả cao và cũng như là tinh thần trách nhiệm cao mà để mà vì tập thể, vì cộng đồng thì lúc nào cũng trong ca trực ấy thì lúc nào cũng phải cố gắng hết mình. Từ khi tham gia trực chốt đến nay, riêng chị Hường đã phát hiện và cùng các thành viên trong tổ phối hợp xử lý 3 vụ với 3 đối tượng vi phạm quy định phòng chống dịch COVID-19 như cố tình đi đò qua sông từ Kinh Môn, Hải Dương trốn trạm kiểm soát phòng dịch sang địa bàn Đông Triều. Đấy mà khi mày phát hiện ra một cái đối tượng mà từ bên này sông mà sang sang bên địa phận của mình đây này, lên đò đấy thì nhanh lắm. Có đối tượng thì mình phải báo cho trong cái tổ trực chốt của mình là bố trí người và ban chỉ đạo phòng chống COVID của phường thì chúng tôi phải đón ở tận ngoài đầu đường đấy để coi như là bắt cái đối tượng đấy. Bình thường không sao. Thế nhưng mà dây đến một cái vấn đề tệ nạn xã hội thì thực sự rất là nguy hiểm. Thế nhưng lúc đấy là cái trỗi dậy là cái vấn đề rằng là vì cộng đồng, vì trách nhiệm của người bảo vệ tổ chốt thì tôi coi như là cố gắng hết mình, lúc đấy không nghĩ gì cho bản thân cả. Đồng chí Vũ Thái Hường là đồng chí coi như là nữ giới thật, thế nhưng mà đồng chí là rất là nhiệt tình năng nổ về cái phòng chống Covid. Đồng chí đã nêu cao tất cả những tinh thần coi như là chống Covid và bảo ban coi như là anh em trong tổ là luôn luôn sát sao bám coi như là địa hình, nên chúng tôi rất là noi gương đồng chí luôn luôn bám chốt và không để coi là những trường hợp coi là vượt chốt mang những bệnh tật lây lan sang cho coi đất Quảng Ninh chúng ta. Nghề nghiệp chính của chị Vũ Thái Hường là một công nhân lành nghề của công ty gốm sứ Quang Vinh. Không chỉ làm tình nguyện viên trực ở chốt kiểm soát, chị Hường còn phát huy tốt vai trò là phó bí thư chi bộ, phó trưởng khu Vĩnh Hồng. Với phẩm chất người lính Cụ Hồ, chị Hường luôn năng nổ nhiệt tình với công tác xã hội địa phương và tích cực góp sức trong phòng chống dịch trên nhiều mặt trận, nhận được sự tin tưởng và đánh giá cao của địa phương. Là một trong những đồng chí nữ tiêu biểu trong công tác tích cực tham gia phòng chống dịch trong thời gian tham gia các ca trực của đồng chí. Và trên tinh thần đó thì với tinh thần và trách nhiệm của các lực lượng nói chung và cá nhân của đồng chí Vũ Thái Hường là khu phó của khu Vĩnh Hồng đã được đề nghị và đã được Ủy ban Nhân dân thị xã tặng giấy khen đột xuất về có thành tích xuất sắc trong công tác phòng chống dịch ở các chốt ở trên địa bàn toàn phường. Phía sau một Quảng Ninh an toàn, vùng xanh trong cuộc chiến chống dịch, thì có một phần đóng góp thầm lặng của các lực lượng tham gia kiểm soát dịch ở các chốt chặn như chị Vũ Thái Hường. Những con người bình thường đã làm nên một điều phi thường. Họ chính là những người hùng thời bình, mang trên đôi vai tấm lá chắn bảo vệ sức khỏe cộng đồng.